À, có một câu nói nhớ Phật thì chuyển nghiệp. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật, lễ Phật, những đức thấy giống như bây giờ cả ngày những đức không có một cái gì mà buồn hay nặng nề hết. Chắc đó là chuyển nghiệp quý vị. Còn nếu như mà quên Phật thì bị nghiệp chuyển. Nếu như thường ngày mà không niệm Phật thì hết việc này tới việc kia làm mình phiền não, thì cái nghiệp nó xoay chuyển chính mình. Nên cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này đặc biệt. Vì để ý một thời tu nhẹ nhàng, tu chút xíu xong, này gọi là tu ghiền ấy vậy, mà nó lại phân thời gian ra cho chính mình. Nên bắt đầu ngày mai là vô 14 rồi hả? Mai 14 rồi. À, nếu ai sắp xếp được thì sắp xếp mà thời gian mình tu cả ngày mai, bắt đầu từ sáng nè, tu suốt luôn, tu hoài luôn tới tối 12 giờ phi. Mình có thời gian mình tu tập quý vị. Xong cái đầu hết ngày 14 luôn tới ngày 15, tới sáng sớm mình tu lúc 4 giờ rưỡi cái tu luôn xuyên suốt luôn cho tới 12 giờ khuya nữa, 2 ngày, rồi tiếp tục tới thứ bảy cái 12 giờ phi nữa. Quý vị biết rằng là quý vị gặp người hướng dẫn vì tu mà họ chịu tu cũng cũng đặc biệt quý vị, nhưng mà theo giết cũng cũng đuối, nhưng mà yên tâm không có chết đâu sạc. Niệm Phật chứ nó an lạc sao chết được, nhưng nó thấy rõ ràng luôn mà ngộ nha. Niệm Phật vui an lạc, ít ăn ít ngủ nghe mà khỏe, thấy rõ ràng luôn. À, quý vị khi mà quý vị niệm Phật nghe, quý vị an lạc vui nghe, ăn ít mà ngon, ít ngủ mà khỏe. Còn khi mà mình phiền não này kia đồ, nó ăn rất nhiều mà làm như nó đói hoài, vì để ý nghe, ăn nhiều mà nó đói hoài, còn ngủ nhiều mà nó mê. Thấy chưa, nó ngủ nhiều mà nó mê đó. Nên từ nơi đó mà cái người mà mỗi ngày như Đức nói ở đây mà ai mà ngày nào mà cũng năm thờ sáu thờ, năm thờ sáu thờ rồi rảnh là cứ bấm số niệm Phật, như Đức nói chắc chắn cả đời này của quý vị là giảng sanh là chắc chắn. Ừ, không tệ đâu, tại vì mỗi ngày thấy rõ ràng có sự an lạc của nội tâm rồi. Tại vì nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà cái nghiệp phiền não, nghiệp này nghiệp kia, mình nhớ Phật thì nó sẽ chuyển hóa những thứ đó thôi. Quý vị nhớ, không có câu xin lỗi nào bằng câu A Di Đà Phật. Dù bây giờ quý vị có xin lỗi ngàn vạn câu chăng nữa, có khi không giải quyết được vấn đề. Quý vị có xin lỗi với quán thân trái chủ nói hay cỡ nào, nó cũng không tha cho quý vị. Thì cái xin lỗi hương linh bị nghiệp phá thai, xin lỗi cỡ nào cũng không tha. Như vậy mà câu niệm Phật và lễ Phật này nghe, cảm hóa. Quý vị biết rằng mà ông chồng quýnh quá trời quýnh luôn, vì mà bà vợ lễ Phật ông không đánh được. Bà nói rằng mỗi lần gặp mặt là ông đánh, đừng có nói nữa, nhậu về ông đánh với lắm. Mà bữa đó bả lễ Phật ông về ông chỉ có bay đạp một cái chú nhủi thôi là xong, là ông bỏ đi. Ừ, một cái một thôi. Còn lúc trước là thôi, ông đạp, ông quýnh, ông lên gối quýnh quá trời quýnh luôn, quýnh dữ lắm luôn. Nhưng mà khi mà bả lễ Phật, ông chỉ đi về ông đạp một cái nhủi đầu, rồi bả tiếp tục bả lễ Phật nữa, rồi ông bỏ đi. Thì bả nói những đức, những đức nói vậy là hay rồi, chuyển nghiệp rồi, chuyển bớt nghiệp rồi còn gì nữa quý vị. Nó tiếp tục niệm lễ nữa, từ từ ông nghĩ à, vậy đó mà quý vị coi bây giờ ổng lễ Phật chung luôn, kinh chưa? Quý vị thấy rằng là mình lễ Phật á, mình lễ Phật trong tâm mình ra, Phật tự tánh mình ra, mình lễ Phật, mình niệm Phật, mình lễ Phật, mình lễ cho cái người ác người ta phát tâm Phật luôn. Rồi quý vị niệm Phật lễ Phật á, vì lễ chư hương linh theo quý vị niệm Phật để cầu sanh cực lạc luôn, lễ cho quán thân trái chủ cùng tu với quý vị đi cầu sanh cực lạc luôn. Vì lúc mình niệm Phật lễ Phật mình chân thành đó đó, thì có quang minh phổ chiếu nên chư hương linh
thai nhi rồi quán thân trái chủ được hưởng nhờ. Nên cảm hóa họ, nên cái câu xin lỗi bao nhiêu câu cũng không bằng câu ai với đạo Phật. Nên tổ sư mới nói rằng, bạn có nói bao nhiêu lời thiện của thế gian, bạn có làm bao nhiêu việc thiện của thế gian, nhiều cỡ nào cũng không bằng niệm một câu ai với đạo Phật. Vì một câu ai với đạo Phật này sẽ làm Phật, còn tất cả việc kia chỉ là việc của thế gian pháp thôi. Phước báo lớn thì sanh cõi trời, phước báo vừa vừa thì sanh cõi người hưởng phước thôi, cuối cùng cũng lọt lại thôi. Nên một câu Phật hiệu này không đơn giản quý vị à, nhưng mà phải chân thật tin nghe. Mà cái người mà tin thật sự luôn là cái người phải trong á, sự khảo đảo thử thách mà quý vị vượt lên từ câu Phật hiệu thì quý vị sẽ tin dữ lắm. Còn cái người mà chưa gặp sự cố gì, quý vị có nói tin tin đi chứ nó chưa đâu, thì mới có ảo ảo bên ngoài thôi, chưa đạt được gì. Nhưng mà trong cái khổ đau khảo đảo thử thách đủ chuyện. Bây giờ quý vị để ý nè, tu hành chỉ nghiệp là chỗ này nè, để ý nghe. Hồi đó ai mà chỉ cần nói đến tên quý vị, chửi quý vị cái thôi bị buồn, chắc trong lòng bị khó chịu vô cùng. Nhưng mà vì niệm Phật, lễ Phật mà chuyển nghiệp là người ta nói tới tên tuổi quý vị, người ta chửi quý vị, vì không buồn nữa. Đó là chuyển nghiệp ấy. Nó chuyển nghiệp là đơn giản là rõ ràng vậy đó quý vị. Quý vị phải biết được cái sự chuyển nghiệp là sao. À, rồi lúc trước mình thấy cái tâm trạng mà nó nặng nề, nó lo âu đủ chuyện, những chuyện đã qua, những chuyện chưa đến, mình lo đủ chuyện. Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật, mình rất là nhẹ cái tâm mình, thì quý vị biết đó là tu hành chuyển nghiệp rồi đó. Chuyển nghiệp là gì đó quý vị? Vì thấy bây giờ nhẹ nhàng. Nó, thí dụ như lúc trước mình thấy người ta bận đồ đẹp, đồ này kia, xe đẹp, mình ham. Nhưng mà bây giờ mình biết đủ với cái của mình đang có là chuyển nghiệp rồi đó quý vị. Nghĩa là tu hành là chuyển nghiệp chứ vậy đó. À, từ nơi đó mà tâm trạng bị rất nhẹ nhàng, rất an lạc. Đây là cái rất quan trọng. Mà nhờ niệm Phật, lễ Phật, nó sanh tâm Phật nên nó chuyển được những cái tâm nặng nề, lo âu sợ hãi trong cõi đời này. Câu Phật hiệu này hay lắm, cứ tán thán hoài đi. Ung thư, bị bỏ rơi, bị chồng bỏ, bị vợ bỏ, bị con bỏ, khổ đau trong cuộc đời này. Tại sao thường nói cái khổ mà niệm Phật? Vì cái người mà quá sung sướng họ đâu có chịu tu đâu, đâu chịu niệm Phật đâu. Mình nói niệm Phật có khi họ nói mình ông còn khổ hơn tôi nữa mà ông kêu tôi đi niệm Phật, đúng không? Nhưng đến khi họ không còn bị vướng víu chỗ nào, bạn bè bao la đâu mất tiêu hết trơn, tiền bạc quá trời nhiều bị ta lấy sạch nhất, thân thể thì bệnh đau không biết vướng víu vào ai, thì lúc đó họ mới nhớ đến Phật và ôm chân Phật, đúng không? Nên mình nói là những người khổ đau bị bỏ rơi mọi mặt, bây giờ niệm Phật lễ Phật, đừng có ngại, đừng có mắc cỡ. Ngại mắc cỡ làm chi? Niệm Phật lễ Phật mà ngại mắc cỡ làm gì? Yeah. Nên thật sự mà nói, mình hèn mọn cái gì mình còn ngại, chứ mình niệm Phật lễ Phật là không có gì mắc cỡ chứ nha. À, thí dụ như bây giờ mình mới phát tâm mình tu đi, có người nói ôi ông ác gì mà tu, thấy không? Ông mà đặt lễ Phật nó xạo. Quý vị phán hả trả lời một câu gì phán hả tức. Quý vị hãy làm đi, làm giết rồi nghĩ nói luôn, vì mình làm thật rồi quý vị người ta nghĩ nói. Còn ban đầu mình mới niệm Phật lễ Phật người ta cười mình á, đó là cũng là quan gia thử mình á. Ông gì mà lễ Phật, bà gì mà lễ Phật, ác gì mà lễ Phật. Mình mà tức lên nó thôi khỏi lễ luôn, nhưng mình thiệt thôi. Còn mình cứ tiếp tục mình tu, mình tiếp tục mình tu đi là tức khắc người ta nghĩ nói liền. Ta nói à vậy là thiệt à, nó chịu tu thiệt à, thấy không? Nên quý vị thấy á, những đức nói gì chứ, đã nói là những đức làm và những đức chịu tu thiệt nghe. Vì nói không đơn giản á. Ngày nào mà cũng tu chung với vị mà ngày nào cũng nói chuyện, ngày bốn thờ mới bị thấy mỗi buổi nó có cái đặc sắc của nó nghe. Thì những đức mới thấy rằng đúng là cái quyển sách Ai với Đạo Phật này hay thiệt. Cái quyển sách Ai với Đạo Phật này quý vị mà thật sự mà có cảm giác thật sự rồi, quý vị sẽ không có càng bận tâm gì đi đâu mà đem một đống sách theo nữa. Một câu Ai với Đạo Phật này là tán lán đủ hết trơn rồi. Hay dữ lắm. Thật sự luôn. Nhưng mà phải gầy dựng tín nguyện thật là sâu. Nó cái tâm mà nó xé vô câu Phật hiệu á, thì bị sẽ thành công dữ lắm. Nó
rất là thành công luôn. Quý vị biết rằng người ta có những người ta mở cái đạo tràng gia đình cư sĩ, người ta gặp như chúng ta nói, nhà người ta mở đạo tràng cho người ta niệm Phật, người ta đến niệm Phật lo ăn lo uống đầy đủ cho người ta, gia đình làm ăn phát đạt, không có khổ, sống phơ phớ, sống vui vô cùng. Những đức nói một gia đình cư sĩ người ta lỡ niệm Phật đó, nhiều lắm cho 100 người mà ta làm ăn còn phát đạt, gia đình sống phơ phớ, bình an vui vẻ. Không chi là một đạo tràng thiệt lớn niệm Phật mà thiếu. Quý vị cái tâm gì nó mới thiếu? Cho nên quý vị biết, quý vị mở đạo tràng niệm Phật mà quý vị cái tâm gì quý vị mới thiếu? Quý vị làm không đúng quý vị mới thiếu đó. Chứ nếu như quý vị thật sự niệm niệm gì người bị đố mà thiếu. Đố mà thiếu. Nên những đức nói rằng việc này như đức đã từng làm qua, đức biết hết. Chỉ cần chân thật nuôi người ta, lo cho người ta, rồi bắt đầu là khuyên người ta niệm Phật, khỏi cần bung lên làm gì để cho người ta đi tìm mình ta cúng, khỏi. Trong số lượng mấy trăm người đó, cứ đứng mạnh dạn mà nói, các cụ cứ yên tâm, con lo cho các cụ, con lo cho đại chúng bằng cả tấm lòng của con. Nếu như con không đủ duyên, không đủ phước, thì con tin Phật A Di Đà là người đại phước duyên, vì quý vị niệm Phật để cầu sanh về quốc độ của Ngài. Con khi hết phước thì cái phước của Ngài sẽ đưa cho con để lo cho quý vị. Vì cứ yên tâm đi, các cụ cứ yên tâm đi, con thấy cái người đi trước làm bằng cả tấm lòng, con người đó làm sao con không biết, nhưng con thấy con người đó là công nhận ghê thiệt, dám làm những việc người khác không dám làm. Con sẽ làm, chỉ cần nói một câu này thôi thì ba anh là số 1, anh là cao thủ liền, không nói chứ. Tại vì anh thiếu bản lãnh, anh không có đủ chí hướng, anh không đủ dũng khí nên anh mới thất bại thôi, anh mới trở thành kẻ hèn mọn thôi. Nếu anh đủ chí khí, chỉ cần dựa vào người khác một câu thôi, anh đã trở thành bậc quân tử thật sự. Phật A Di Đà phía sau chống lưng cho anh hoàn toàn, anh làm sẽ thấy. Trong ba người đó, anh là người số 1, người dữ nhất. Anh khỏi càng bung cái mù lên cho người khác thấy, làm cho nó mệt. Anh chỉ cần làm như vậy thôi, mọi người sẽ tự nhiên đồn ra anh liền. Trời ơi, chuyện này tôi làm bao nhiêu năm chờ, đem cho mấy bà cụ, mấy bà tôi tin 100%, mấy bà tới lúc giảng sanh, mấy bà sẽ giảng sanh thôi. Ép mấy bà cũng không được. Bây giờ tôi nuôi một con người đó là đại phước, không chỉ là nuôi một người niệm Phật, hay đại đức. Thật sự, phải tin vậy đó. Rồi mình phải công nhận cái người mà đã từng dạy mình, những người mà đã từng hướng dẫn mình, người đã từng lo mình, người từng chỉ mình pháp tu. Từ cái quần cái áo mình, người ta còn cho mình bặn, mà tại sao mình không dám nhắc người ta, mình sợ cái gì? Thế lực nào dám đàn áp mình được? Mình phải tin điều đó chứ. Bây giờ có gặp cái thế lực lớn nhất, bây giờ tôi cũng nói một câu, tôi phải công nhận người đó giỏi. Con người ai cũng có cái sai, mà tôi công nhận người đó giỏi thiệt. Coi ba đạo tràng mà răm rắp, tôi coi đạo tràng tôi còn ốm ho gầy mòn, tôi cũng tự họ mà đào tạo ra, làm sao tôi có thể phủi bỏ cái ăn tình này được. Còn cái chuyện sai gì là chuyện của họ, mạnh dạng một cái thôi là Phật tử người ta ào 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 vì mình. Còn người này quân tử, người này anh hùng, thành công, đúng không quý vị? Chiếc chạm một chiêu nhỏ xíu xíu vậy thôi là bạn đã lưu danh hậu thế tiếp tục nữa, bạn là số 1 nữa còn gì. Còn nếu không thì bạn mãi mãi mang tiếng hèn mọn. Cái hèn, hèn là gì? Vì bạn muốn hạ bệ người khác để đẩy bạn lên. Bạn hèn quá, bạn phải đẩy người khác lên để bạn tiến lên luôn, thế vô cái vị trí người khác, cuối cùng bạn thành công tiếp tục. Đó là người cực kỳ thông minh đó quý vị à. Thật sự, năm xưa khi tôi đến cái ngôi chùa thứ hai, tôi nói với quý vị nghe, cái tình thế tôi nhìn ra, cái người hướng dẫn tôi họ đi qua bên nước khác, ở đây đang cần cái cách tu đó, tôi phát triển liền. Tôi lấy nguyên cái cách tu đó, nếu mà cái người mà thấy tôi bây giờ mà làm được điều đó, tôi nói thật sự tôi đưa hai tay hai chân lên chúc mừng. Không có chút ganh tị mà tôi còn chúc mừng họ. Tôi ngày xưa tôi nhìn tình thế đó tôi biết, tôi đem cái cách tu đó, tôi biết hay mà tôi đưa ra liền. Tôi lấy cái cách nói chuyện, tôi học cách đó tôi nói y rang như vậy luôn. Từ một cái học lớp 3 không có gì đặc biệt, không có một cách trong túi. Thùng tam bảo thì người ta lấy, còn tôi không có gì cả mà tôi còn lập nên sự nghiệp như vậy.
Không chi là có sẵn mà không làm được. Những điều tôi nói đây là cái tâm tôi tốt á. Tôi chỉ quý vị đó. Con người thông minh á, là con người gì? Là con người người ta đưa ra cái hay mà dám lụm á, là người thông minh. Tôi cả đời tôi học tập với chăng nữa, ai đưa tôi cái hay là tôi lụm liền. Một người cư sĩ, một người dở nhất đưa tôi một chiêu hay là tôi nói cảm ơn, tôi lụm liền, không có mắc cỡ. Người hơn người là biết nhìn được cái hay. Cái không hay cho lội qua, cái hay nên biết lụm. Đó mới thật sự người thông minh. Nên con người là như vậy đấy. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng mình sống còn về sau cuộc đời mình á, biết đâu có những lúc mình còn vấp ngã nữa kìa, chứ không phải mình phớt hoài đâu. Mình đương thời mình được mà mình bị vấp ngã, người ta vẫn vớt mình á, chuyện gì cái tiếng của người mình có cái chữ chung và cái quân tử, người ta vẫn nhớ đời mình, người ta vẫn cảm giác rằng con người này ghê gớm. Tôi nói cho quý vị biết, hai ngôi chùa tôi ở, những người mà tôi nhận hộ niệm, tôi nhận vô ở toàn là những người kinh khủng lắm, không ai dám nhận đâu. Như năm xưa chú Nguyễn Văn Công, ai dám nhận? Chỉ có khùng ba trợn như những đức mới dám nhận. Nên nói mà cái đĩa đó đổ biết bao nhiêu con người mà nói. Chứ gì biết, nhận những thành phần không tưởng tượng được luôn. Nên gọi là làm những việc người khác không dám làm. Người bên cạnh của tôi không đủ dũng khí, tôi nói là bi chí dũng, bạn thiếu. Bạn thiếu. Nên những đức nói rằng thật sự họ mà chỉ cần có một góc độ cực kỳ sâu sắc thôi, sự thành công của họ tiếp tục thành công ghê lắm. Họ khỏe rồi, tại vì sao? Họ có sẵn rồi, có cái nền sẵn hết rồi. Tất cả những người mà đang tu với tôi đây nè, ta sẽ đến họ liền à. Thật sự ai mà không muốn đến chùa? Chùa nó rộng, lâu lâu ghé ngang đồ này kia được, đặc biệt hết. Nhưng mà nếu như mà bản thân của mình hướng dẫn người ta mà giống như mình vẽ tranh bên ngoài mà trong đó nó nặng nề, thì người ta đến đó người ta sẽ không đến nữa. Tôi đã nói rằng cái thành công của chúng ta là gia hòa vạn sự hưng. Ngay cái nhà mình mà vui, khách đến nhà mình người ta sẽ đỡ hoài. Còn bạn có vẻ tranh bên ngoài đẹp cỡ nào, nhưng mà người ta đến nhà bạn người ta nặng nề, người ta sẽ không đến nữa đâu. 100% đó. Không sai đâu quý vị à. Nó nên cái quan trọng là mình tu, mình phải có sự an lạc. Thì nhớ nghe, mình tu mình phải có sự an lạc. Người ta nhìn mình người ta muốn tu. Một ngôi chùa, một tổ chức, nếu quý vị đến đó mà an lạc, người ta sẽ đến tiếp tục nữa. Nên mình không cần phải bung ra lớn quá, mà trước nhất mình phải gây dựng con người trong đó. Tại vì những đức lo cho họ bao nhiêu năm chờ, những đức ra đi là họ đã buồn rồi, tổn thương lương tâm họ. Mình phải bù đắp vào chỗ đó trước đi. Phan hay mở rộng bên ngoài, mà ở trong vị trí phạm vi của họ thôi. Có nhiều vốn chơi hết luôn, có nhiều vốn chơi hết luôn. Rồi bạn hết vốn đó, Phật A Di Đà sẽ đưa vốn cho bạn. Bạn đừng có lo. Chàng ơi, cư sĩ mà người ta còn dám lập đậu tràng cho cả 100 người niệm Phật mà người ta còn lo ăn lo uống. Chứ đừng cái gì, mình là một tổ chức lớn mà lo gì, không cần lo. Mà cái bung ra không cần, cứ gọn trong cái vị trí phạm vi đó đó. Lo cho các cụ nhiệt tình cực lực, mấy bà nhìn mình mới nói người này đặc biệt, người này lo đặc biệt, người này nhiệt tình, người này chân thật. Được rồi, mình nương vào người này mình yên tâm rồi. Mỗi lần người ta đến chùa, mấy bà sẽ tán thán mình. Mấy bà già mà bà tán thán mình: ô thầy Lăng, thầy Quang, thầy Đại nhiệt tình quá, không thua gì thầy Đức ngày xưa đâu. Bà nói một câu vậy thì người ta sẽ đồn ra. Người ta lấy cái câu của bà, người ta đồn ra. Mình lấy con người đồn ra, cuối cùng nơi đó thịnh vượng tiếp tục. Đó là phương pháp đó, chứ không phải diễn đâu. Tôi tuy đi ra ngoài nhưng mà cái tâm của tôi nó thật sự chứ, thương mấy bà già. Con người tôi sống như vậy đấy, kệ. Thương, nhưng mà tôi vẫn làm cái chuyện mà tôi đang làm, chứ không phải là tôi bận tâm vào đó để tôi phiền não chứ, hiểu không? Nên tôi chỉ phương pháp với quý vị để thành công lâu dài. Vậy sao? Còn những gì, cái gì tôi không phải thì điều chỉnh lại. Còn cái gì tôi đặc biệt thì phải nhìn ra chứ. Nếu mà học tập mà bằng một tâm hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn thì đố mà học được một cái gì. Dù có Phật Bồ Tát đến dạy cũng thành công được. Hồi đó mà những đức mà sắp sửa đi, những quan hôm qua ông gặp những đức hỏi một câu: để mong sư huynh chỉ đệ một điều,
khi huynh không còn ở đây, phương pháp nào để mà quản lý cả chùa được ổn định? Những đức nghe câu này thôi là những đức biết cái nhân tình thế thái của bạn như thế nào rồi đó, hiểu chưa? Nên từ nơi đó bạn hiểu rồi đó. Những đức trả lời đúng một câu như thế này: dùng tâm thương yêu để quản lý người ta. Khi bạn đã dùng tâm thương yêu, bạn dùng tâm từ bi mà đến với người ta, thì 100% với bạn mọi người sẽ quy về bạn hết. Vì người ta quá thương bạn nên người ta sợ bạn đau lòng, nên người ta không dám làm những điều gì quá đáng. Trong 10 năm, mười mấy năm, tôi là một người không biết gì là quản chúng, mà tôi quản được là từ ngay cái chỗ gì? Thật sự tôi có tâm thương yêu. Bạn đừng nghĩ bạn quản người ta, cái tâm bạn, cái tâm mình còn chưa quản được thì đừng nói chứ quản người khác. Mà mình phải thật sự phát tâm từ bi và biết ơn á. Không phải lội người trước đâu. Bạn lội người trước, người sau sẽ nhìn đó mà học theo bạn đó. Bạn lội người trước, người sau sẽ lội bạn đấy. Bạn phải nhớ điều này. Nó, nếu bạn phủ nhận hết tất cả công sức người khác, bạn sẽ bị phủ nhận hết. Như vậy thì có người sẽ học theo bạn, Phật pháp làm sao thịnh vượng được? Bạn phải công nhận người ta có sai nhưng người ta có đúng chứ. Điều đó là điều mà người sau tiếp tục mà học theo. Đó gọi là chiền ngọn đèn sáng suốt đó quý vị, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Nó, nên á, cái sống làm người thật sự quý vị nó rất quan trọng. Phan nói tới làm Phật, làm người ở thế gian thôi, chúng ta sống làm sao có tình có nghĩa, đấy là nó quan trọng rồi. Quý vị thật sự mà nói, vị cũng nhìn ra nữa, con người nhà đất thì sao không biết, nhưng mà quý vị thấy rằng quý vị bao nhiêu con người khi nhà đức ra ngoài mà người ta vẫn tiếp nhận nhà đức. Xin thưa quý vị, không biết bao nhiêu người mà nói xin muốn gửi tiền cho nhà đức, còn đồ ăn đồ uống chắc nó đè nhà đức cũng chết luôn. Nhà đức kêu đừng có đem lại, đừng có đem lại, để tôi đây tôi thà tôi xào dĩa rau muống, tôi nấu miếng đồ ăn để tôi tự động tôi làm để cho nó nóng nảy tôi ăn, chứ đừng có đem lại làm gì. Còn tôi có 2-3 người tôi không có nhận. Có 2-3 người sống được rồi. Nó bị có muốn giúp cái gì? Bị giúp các cụ già đó. Tết nhất đồ để bị mua bánh trái rồi bị đem lại cho các cụ ăn. Tội các cụ, cả đời của các cụ già. Tới già này rồi sống được bao lâu nữa đâu. Nên lo cho các cụ bằng tặng đáy lòng đi. Còn Tết nhất á, bánh trái đồ nhiều nhiều, đồ ăn mua nhiều nhiều á. Vì con người người ta quan niệm Tết nhất mà thấy heo hút khổ quá, cái tâm đó nó buồn lắm, nó tủi thân lắm, hiểu chưa? Phải biết cái tâm này chứ, phải nói rằng nó phải khuôn đi giảng sanh. Nó giảng sanh đâu không thấy, mà nó giảng sanh, nó giảng sanh tam đồ ác đạo. Nó buồn, nó phiền não, nó trách, mà làm sao nó giảng sanh? Nó nên con người mình sống á, trước nhất mình thương người ta bằng cả tấm lòng đi, còn phước duyên người ta giảng sanh là người ta giảng sanh. Nên những đức nói những điều này, mấy anh em mà mấy ông nghe, mấy ông ngồi suy nghĩ lại đi. Chính ông đi vô chùa, một tay tôi gầy dựng cho mấy ông, tôi dạy mấy ông từng chút luôn mà. Đó. Tôi dạy cho mấy ông phản tôi luôn, nhưng mà mấy ông đừng có phản tôi là mấy ông chết. Tôi lúc ngồi chung tôi còn nói thẳng luôn mà, nếu nuôi các cụ già nhiệt tình mà trở mặt với tôi cũng được, nhưng mà đừng có làm điều đó. Tôi cũng không cần điều đó, nhưng mà đừng làm điều đó, về sau mấy ông sẽ thê thảm lắm. Rất là thê thảm, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Còn những đức quý vị có bỏ những đức đi đến đâu, những đức cũng được người ta trọng dụng ấy. Đi đến đâu cũng được người ta trọng dụng. Vì sao? Tôi có chữ chung, tuyệt đối tôi không giành giật bất cứ cái gì của ai chứ. Tôi đến đâu người ta cho tôi ở, tôi ở. Người ta kêu tôi đi, tôi đi. Tôi không bao giờ trở ngại, không giành giật của ai cả. Đây là 100% từ xưa tới giờ tôi sống như vậy đấy. Nên tôi làm dâu 2 họ khi đi tu. Đến thứ 3 lần này là tôi đã bước ra xã hội rồi, tôi không làm dâu lần thứ 3 nữa đâu. Tại vì Lữ Bố làm dâu 3 họ mang tiếc, tôi làm dâu 2 họ thôi. Nhưng mà tôi lấy chữ chung để làm dâu. Đến lúc không cần nữa thì khỏi làm dâu. Bây giờ khỏe rồi, khỏi làm dâu ai. Tôi chỉ làm dâu trên không chung thôi. Là mỗi ngày tôi chung với vị là hạnh phúc quá rồi. Nên chúng ta phải nhận thức sâu sắc để đừng ôm gánh nặng mà khổ đau, buông được thì khỏe khoắn vô cùng. Những điều tôi chia sẻ đây không có chút gì khó chịu đâu. Đó là tư tưởng của tôi, mong rằng
những người nghe được hay những anh em bất chợt nghe được, mấy anh em hãy suy nghĩ lại lúc tôi ngồi chung ăn uống với mấy anh em tôi đã nói gì, hoặc là tôi đã lo cho mấy anh em như thế nào thế nào thế nào, và từ chiếc xe, từ phương tiện gì mấy anh em đang đi là của ai. Mấy anh em đừng phủ nhận đây là của Tam Bảo. Mấy anh em ở trong Tam Bảo, mấy anh em tạo được cái gì? Một của cải sự nghiệp của người cha để lại, đứa con không biết phát triển, làm gì có sự nghiệp này. Ngày xưa tôi đi đến chùa, có sự nghiệp gì, có ngôi chùa không á mà. Nên tôi tạo ra như vậy, bạn đừng phủ nhận. Bạn đừng nói đó là Tam Bảo rồi bạn quên ơn người ta, bạn sẽ tiêu đấy. Bạn hãy ngồi suy nghĩ kỹ đi. Cũng là Tam Bảo nhưng con người đặc biệt ở trong Tam Bảo đó, bạn có bản lãnh hay không á, mới là quan trọng. Cũng là sự nghiệp nhưng có những sự nghiệp để lại cho đứa con phá banh chành. Còn có những con đứa con nó tự tạo ra thêm sự nghiệp. Bạn phải công nhận người ta giỏi chứ. Nó từ cái quần cái áo của bạn hiện tại đang bận, người ta đang mua cho bạn bận đó. 100% luôn, quý vị đi hỏi có phải không? Nó làm gì mới đây mà đi thay đồ khác. Nó nên từ nó đó tất cả phương tiện luôn. Nên đó là cái bạn phải có một cái chí khí, bạn phải có cái chữ chung, bạn phải có một cái người tâm của người đàn ông quân tử. Bạn phải công nhận con người này có sai, tôi nói họ có sai nhưng cái giỏi và cái nghĩa khí của họ cực kỳ mạnh, tôi phải công nhận chỗ này. Thì chúng trong chùa ai mà không tôn trọng bạn, người ta đều công nhận chỗ này, người ta sẽ tôn trọng bạn. Khi người ta đã tôn trọng bạn rồi, bạn sẽ thịnh vượng tiếp tục. Phật tử ai cũng quý trọng bạn hết, vì chùa đó đẹp mà, ai cũng muốn đến mà. Nên bạn đừng bao giờ sợ mất cái danh của bạn. Bạn đừng sợ mất, bạn sẽ bị đụng chạm với người trên. Người trên sẽ kính trọng bạn nếu bạn có chữ chung. Người trên sẽ xem thường bạn nếu bạn là kẻ hèn mọn. 100% quý vị. Tào Tháo tại sao lúc nào cũng kính trọng Quan Trường? Vì Quan Trường trung thành nên Tào Tháo kính trọng. Chữ chung là chữ rất quan trọng. Mình phải công nhận chứ, cái ơn là phải là công nhận chứ. Người ta là người dạy mình từng chút, từng chút, từng chút, gây dựng cho mình. Mà cuối cùng cái lỗi là lỗi của người ta, cái nghiệp của người ta. Khi người ta bước ra là người ta tu tiếp tục. Còn bạn sau này bạn học giống người ta đi, nếu bạn có cái nghiệp đến. Tôi chưa có lỗi với bạn, tôi chỉ có lỗi với những cái nhân duyên nghiệp trước của tôi thôi. Tôi không làm những chuyện sai phạm với bạn. Nhớ kỹ điều này, từ nơi đó mọi người phải nhận thức sâu sắc. Hay là những vị trưởng đoàn hay những Phật tử, tôi không có lỗi với các vị. Tôi hướng dẫn quý vị tu, tôi tặng tượng Phật quý vị, tôi làm bằng cả tấm lòng. Lại Quan Âm với quý vị, tôi chỉ là cái nghiệp của tôi đổ ra bản thân tôi cố gắng. Nên mới nói là nghiệp của thầy đổ, duyên của con chỗ. Phải không? Nghiệp như Đức đổ như Đức ra đây nè, duyên quý vị chỗ là vì được tu như Đức mỗi ngày, phải không? Có cái bà Kim Sa Sa, bà gặp như Đức có nói một câu: nghiệp của thầy đổ, duyên của con chỗ. Nhưng Đức nói vậy con cố gắng tu cái con. Để quý vị biết rằng là nó bây giờ duyên bị chỗ rồi đó. Thôi cố gắng mà niệm Phật à, có cơ hội thì ghé chùa ủng hộ với thầy, giúp cho các cụ. Tết nhất có mua bánh được thì mua người miếng bánh đem đến cúng dường chia cho ba ngôi chùa, cho các cụ có bánh ăn đầy đủ. Mong các cụ có sức khỏe, các cụ sống vui, và cuối đời các cụ được sanh về cực lạc. Vì đó là những nhân duyên những Đức đã từng gây dựng ra. Chúc quý vị an lạc nha. Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. Ai với Đạo Phật.